Xin chào các bạn, shop gốm sứ trang trí tại địa chỉ 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay xin gửi đến các bạn bộ ấm chén châu Âu bao gồm 15 món như hình, mang phong cách hoàn toàn khác biệt so với nét giản dị, dân dã trong tinh hoa trà đạo châu Á. Cách thưởng trà của người châu Âu thể hiện sự sang trọng, quý tộc, toát lên khí chất của giới thượng lưu. Ngay từ hình thức của bộ ấm chén pha trà, người ta đã nhìn thấy sự tinh xảo không gì sánh được. Bộ ấm chén có chất liệu là sứ, được mạ vàng cao cấp tạo nên cảm giác sang trọng cho sản phẩm. Bộ ấm chén châu Âu bao gồm một ấm trà có dung tích lớn 850ml với 6 tách trà, một hũ đường, một hũ sữa. Không cầu kỳ trong việc chạm trổ đường nét hoa văn, những bộ ấm chén châu Âu rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh xảo. Chính sự cân đối, hài hòa, tạo ra sức hút mãnh liệt không thể cưỡng lại đối với người thưởng trà. Với những bộ ấm chén uống trà cao cấp cùng hoa văn, họa tiết tinh tế như này, chắc chắn không gian phòng khách của bạn sẽ toát lên khí chất thời thượng và đẳng cấp hơn. Bộ sản phẩm có chất liệu sứ phủ vàng cao cấp, sản phẩm xứng đáng là món quà tặng sang trọng và đẳng cấp dành cho gia đình, bạn bè, người thân và các mối quan hệ xã hội. Bộ ấm chén châu Âu bao gồm 3 màu cho các bạn lựa chọn. Màu đỏ mang lại may mắn và giàu sang, luôn cháy hết mình vì đam mê. Màu trắng nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng vô cùng kiêu sa và cá tính. Màu đen mang tông màu của sự huyền bí và quyến rũ. Mời các bạn cùng theo dõi clip thực tế của sản phẩm. Shop đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng là sản phẩm chất lượng, 100% như hình. Khách hàng có thể thoải mái kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Shop gốm sứ trang trí 57 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bạn có thể ghé qua để ủng hộ shop hoặc tham khảo thêm các sản phẩm khác tại trang web gốmsutrangtri.vn. Nhấn like, đăng ký kênh để nhận những món quà đến từ shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.